ôn tập cái bài hôm bữa này. Hôm bữa là chúng ta đã nói về cái gì ạ? Nói về cái gì mấy đứa? Điều hướng đầu điều các câu lệnh điều khiển, điều hướng gì trong này không? Thế là các biến nè, kiểu dữ liệu nè, các câu lệnh điều khiển. Thì hôm bữa là chúng ta có hướng dẫn về câu lệnh switch rồi. Thì khi hỏi đến câu lệnh lọc thì các bạn nói là không cần, bởi vì các bạn ok hết rồi. Ok chưa? Nếu bạn nào mà học tốt về Java thì không cần phải nói về nó nữa đâu. Đúng không ạ? Thì nó giống nhau. Rồi. Thì đây là nội dung hôm buổi trước chúng ta trao đổi. Nếu bạn nào mà không hiểu chỗ nào hoặc là cần hỏi cái gì cứ hỏi thoải mái nha. Đó. Còn buổi hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cái gì ạ? À, buổi 2 chúng ta sẽ trao đổi về cái function. À, cái tính, nói chung là một cái khái niệm là cực kỳ quan trọng luôn. Và theo các bạn số luôn. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về function và giải thích thế nào là callback function. Rồi chúng ta sẽ làm việc với object. Chúng ta sẽ làm việc với array. Ha, array, mạng. Đấy, những khái niệm cơ bản. Đừng đúng ra cái này đáng cho thêm nữa mà sợ không đủ thời gian này. Bây giờ chúng ta sang function các bạn nhé. Thì cũng như hôm bữa thì cô sẽ code một bên và chạy một bên đúng không? Đấy, biển một bên và em một bên vậy đó. Cái này nè. Đây, cô sẽ là tạo một cái demo mới cho nó vui. Cho nó có file chứ không tự nhiên một khóa học có một vài file nó kỳ quá. New file này là buổi 2 đúng không? .js nè. Còn trong cái first demo này thì cô thay vì cái này chạy cái first demo thì cô chạy gì đấy ạ? Buổi 2 ha mọi đứa. Buổi 2. Đấy, .js ok lưu lại và run. Để tôi run cái này thôi. Đấy các bạn open with live server. Thì cái này là run cái là các bạn lưu là nó chạy, lưu là nó run bên kia. Thì nó các bạn sẽ đỡ refresh mất thời gian ha. Nó run này các bạn. Tôi thu nhỏ cái này lại. Hiện tại nó chưa có gì. Đấy, thu nhỏ anh này lại. Ok. Ta code một bên và ta chạy một bên ha mọi người. Bảy anh là đã không vác được rồi á. Thôi. Rồi, thì tôi sẽ code bên này. Được chưa? Code bên này, còn cái này thì không quan tâm. Tại vì nó chạy rồi. Lưu cả nó chạy à? Lưu cả bên này nó sẽ refresh, lưu cả bên này refresh ha. Các bạn đỡ phải refresh lại đây. Bây giờ code ở đây. Đấy, lưu đây cũng refresh luôn. Thì bây giờ ta sẽ đi cái khái niệm function, cái hàm. Cái hàm ha. Trong JavaScript thì bây giờ ta sẽ đi khái niệm thứ nhất là khái niệm hàm là gì. Hàm là gì ha? À thì cái hàm ta còn gọi là function, cái thuật ngữ nó gọi là function. Thì mục nó có hai cái mục đích để các bạn tạo hàm. Chưa? Yeah, ta có cái sẹt sao sao sẹt này. Nó có hai cái mục đích để tạo hàm. Đó. Thì đầu tiên định nghĩa hàm ấy thế là nó sẽ là một cái đoạn code nó thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Hiểu không ạ? Và được đặt tên. Đúng không ạ? Nó là một đoạn code thôi. Và nhớ là nó phải thực hiện một công việc cụ thể, chúng ta gọi là một cái chức năng cụ thể nào đó. Và nên nó là một cái đơn vị chức năng, đừng có nửa chức năng. Không có khái niệm là function làm một nửa công việc, không có nha. Nó phải làm một công việc tròn vẹn. Đúng không ạ? Thì ta sẽ gọi là hàm. Đúng không ạ? Nó sẽ là một block code. Ok? Vậy thì khi tạo hàm nó nhằm mục đích gì? Thực chất là có hai cái mục đích để khi tạo hàm. Đấy. Mục đích thứ nhất đó là nhằm để các bạn tách một cái đoạn chương trình dài, một cái chương trình dài thành những cái module nhỏ. Hiểu không ạ? À, ta chia một cái chương trình thành các module. Đó là các cái đoạn code nhỏ. Chia module để làm gì? Chia
module mục đích là các bạn để làm gì đấy ạ? Để dễ quản lý code, dễ debug code là để fix lỗi ấy các bạn. Nếu mà lỗi ấy, thì mình debug nó cũng dễ, khi các bạn chia nhỏ ra nó dễ. Và có một cái dễ maintain, đó là dễ mở rộng, dễ phát triển, đó là dễ maintain, dễ duy trì. Đấy, thì đó là mục đích thứ nhất, đúng không ạ? Một cái chương trình dài dằng dặc này, các bạn chia nhỏ nó ra thì nó dễ quản lý hơn. Nhưng mà mục đích thứ hai để các bạn làm việc với HAM á, thì mục đích này nó quan trọng hơn. Đó là chúng ta khi tạo một HAM nên nghĩ tới vấn đề gọi là tái sử dụng HAM. Ta gọi là tái sử dụng HAM. Có nghĩa là một HAM thì dùng được nhiều lần. Đó, được nhiều lần. Tức là ta được gọi được nó được nhiều lần, sử dụng được nhiều lần. Đấy, mà khi ta viết thì ta nên suy nghĩ cái hướng của mình á, luôn nghĩ đến cái việc đó. Tức là, ta phải gom cái HAM này lại làm sao để sau này ta có thể sử dụng lại được. Hiểu không ạ? Sử dụng lại mà ta không cần phải viết lại nữa. Ví dụ như cách ta truyền tham số như nào đó hay là ta trả về giá trị như nào đó, đúng không ạ? Để ta viết HAM. Nhiều bạn cũng tách HAM nhưng mà tách xong xử lý ở đó luôn, xử lý tại chỗ luôn, và khi gọi lại một chỗ khác các bạn phải customize, sửa lại và viết lại cái HAM đấy thì nó không có ý nghĩa, hiểu không ạ? Vậy HAM nó có hai ý nghĩa như thế này ạ. Mục đích một là để chia nhỏ một cái chương trình thành các module nhỏ nhá, thành các module để dễ quản lý, dễ debug, vân vân. Hai là phải có tính tái sử dụng, và cái hai nó mạnh mẽ hơn luôn, hiểu không ạ? Ok, rồi thì đó là HAM. Vậy ta sẽ có các cái cách để các bạn khai báo HAM trong JavaScript như sau nhá. Thì các cách khai báo HAM này, cách thứ nhất đây, cái này là các cách khai báo HAM này, hay là tao ghi là định nghĩa HAM nha. Mấy cái thuật ngữ này hay lắm các bạn nha. Tức là định nghĩa HAM, tức là định nghĩa nó là tiếng Anh, thuật ngữ nó là definition, tức là định nghĩa thì chưa làm gì cả, đúng không ạ? Sau đấy tí nữa tôi sẽ nói khái niệm gọi là calling function, tức là gọi HAM, đúng không ạ? Called function tức là HAM được gọi, còn calling function là cái lời gọi HAM, ví dụ như thế. Thì ta có các thuật ngữ như vậy để làm việc với HAM. Bây giờ ta coi các cái cách để định nghĩa HAM này các bạn. Cách thứ nhất kinh điển từ trước đến nay, tôi lấy một cái ví dụ nha. Function, đúng không? Tên HAM, được chưa? Mở ngoặc, thân HAM, đúng không ạ? Cái này là body á, thân HAM, đúng không ạ? Cái này là function name. Ở trong này ta gọi là argument, parameter. Tham số, parameter. Cái này nó sẽ mời bị mờ bởi vì là không được dùng cho nên mời bị mờ đấy, đúng không ạ? Cái này là thân HAM. Đấy, thì cô ghi chữ param thôi. Param có thể param 1, param 2. Vậy, có thể có nhiều cái parameter ở đây. Cái này được gọi là tham số, đúng không ạ? Tham số. Ok. Nhiều sách người ta viết đó là cái formal parameter, tức là some tham số hình thức. Tham số hình thức nghĩa là nó chỉ đặt đấy thôi, để tôi đánh dấu là tôi biết ở đấy phải truyền cho tôi một cái tham số. Ok chưa? Đây là cách thứ nhất để định nghĩa HAM. Cách thứ hai này các bạn. Cách thứ hai, cái này cũng là cách kinh điển nhưng mà chỉ có viết khác một chút thôi. Cái này, cách này không phải là cách mới nha, cách cũ nha. Đây là function. Và tên HAM bằng function. Đó. Cái này cũng là thân HAM. Cái này là param 1, param 2. Các bạn sẽ nhìn thấy hai cách này nó giống nhau nè. Nó chỉ khác nhau là ở đây là tôi function, tôi đặt tên ở đây, còn đây tôi va một cái tên, một cái name, xong tôi bằng cái HAM ở đây. Được chưa? Hai cách này viết tương đương nhau. Viết là tương đương nhau, không phải là cách, cũng là cách cũ luôn. Cách cũ luôn.
Và ở đây cái hàm này các bạn thấy nha, ở đây là cú pháp của nó tên hàm, sao phải có tên hàm, đây không có tên. Thì cái hàm này được gọi là anonymous function, tức là hàm ẩn danh. Anonymous không biết ai cả, hiểu không ạ? Hàm không có tên, hàm ẩn danh. Thì trong Java nó có một khái niệm là anonymous class, tức là class không có tên. Cũng có cái khái niệm này, nếu các bạn mà đi sâu vào Java các bạn sẽ thấy. Thì cái function mà không có tên người ta gọi là function ẩn danh, ta gọi là anonymous. Đây nè, thì viết của nó là anonymous. Đó, function anonymous. Ok. Đó, là không có tên. Ông này là ông ẩn danh nào đó đúng không? Bạn các bạn mới chơi game là hay gặp cái này đúng không? Đấy, viết mà được chưa? Đó. Ok. Rồi. Bây giờ có một cách viết nữa. Cách viết này tôi gọi là arrow function. Arrow function. Arrow function thì ta viết như này. À, và hay là constant cái gì đó tùy á, và tên hàm bằng mũi tên thân hàm. Ở đây ta gọi là param 1, param 2. Đây. Thì arrow function này thì các bạn sau này còn học ấy, giống như lớp 1 năm 2 các bạn học là Native sẽ dùng nó rất là nhiều. Những các bạn á, các bạn chưa dùng bao giờ. Có thể là chưa dùng bao giờ. Nhưng mà những bạn sau này học đến Native là các bạn sẽ học đến cái arrow function này. Arrow function này thì cái bản version ES6 nó mới có. Ta qua cái này một xíu nha. Qua cái này một xíu nè. Để biết được những cái liên quan đến JavaScript thì ngoài cái kiến thức cô gửi cho các bạn, đưa cho các bạn ra, thì các bạn có thể search ở trên mạng. Thì có rất nhiều kênh để search. Ví dụ như là các bạn vào W3 School. Cái này là một cái web kinh điển luôn. Tức là cái thời mà cô bắt đầu đi làm năm 2000 á, là bắt đầu đi làm đã sử dụng cái này để cô tìm kiếm thông tin rồi. Chứng tỏ nó phải có cái tuổi thọ của nó phải hơn 20 năm rồi. Đúng không ạ? Tuổi thọ hơn 20 năm rồi. Đó, mà nó cứ phát triển vậy đó ha. Đấy, cho nên là các bạn cứ tin tưởng nó đi. Cái này là sửa rồi nhé. Thì các bạn vào JavaScript nè, có learn JavaScript nè. Ok. Thì các bạn sẽ search, các bạn sẽ thấy là có cái chết cha nhầm rồi. JavaScript rồi. Rồi, các bạn vào cái menu nè, các bạn kiếm cho cô nè. Là cái bản đây. JS version S5 version S6. Ok. Thì hiện tại là dùng phổ biến nhất vẫn là S6 đây, tôi bênh ra. Nó sẽ có nè. Introduction, một số cái mới nha. Cái này S6 nè. Ở đâu rồi? Không, nhầm thành công rồi. Đây S6 nè. Đấy, nó phân biệt nè. Trong cái bản S6 này có những tính năng gì mới? Ví dụ như let constant nè, arrow function nè, nó có khái niệm class giống như là lập trình hình đối tượng ấy. Thực ra là như thế này các bạn. Tiền thân của JavaScript á, nó lập cái ngôn ngữ, nó vừa lập trình hàm, function, vừa lập trình đối tượng, tức là object. Nó gọi là nửa nạc nửa mở, mà nó là đi về function nhiều hơn object. Nếu như mà Java thì ngôn ngữ Java thì nó sẽ là ngôn ngữ hoàn toàn là OP, là object hoàn toàn luôn. Còn anh này lại vừa function là cấu trúc, vừa lại là object, lại là đối tượng. Đấy, cho nên là đa phần những người lập trình cũ là người ta sẽ đi vào function rất là nhiều. Bắt đầu cái bản mà version S6 là nó có thêm cái khái niệm class, tức là nó cũng có cái từ khóa class để tạo class giống như Java, rồi cũng có constructor, rồi property, cũng có method đi chắc như vậy luôn. Đúng không ạ? Đấy, mà bản S6 nè. Rồi một số cái phương thức mới của array, với file, rồi file index, cái này hay nè. Mấy cái này ta sẽ làm mìn dần bởi vì nó nhiều lắm. Ta sẽ thao tác với array rất là nhiều. Đấy, rồi một số cái toán tử, lũy thừa, exponent. Cái này là chỉ có bản 2016 nó mới có thôi. Ví dụ như thế. Đấy, thì là nó có những tính năng mới thì các bạn có thể xem ở đây. Và xem cách nó viết, arrow function thì viết như nào. Đây,
S5 thì viết như này, tức là bản cũ này, S6 nó lại viết như này, nó gọn hơn, ví dụ như thế. Đó, return mà không cần có một câu lệnh return, không có câu lệnh gì khác thì nó mũi tên ra này luôn, ví dụ thế, nó rất là nhanh gọn. Ok, đấy thì ta qua này, thu lại nhiều cái lắm rồi. Ok, thì các bạn phải có một chỗ để các bạn tham chiếu, còn cô hướng dẫn và giải thích cụ thể hơn thôi nhé. Còn các bạn mà không nhớ thì các bạn phải có một cái kênh để các bạn quay lại các bạn tham chiếu. Đó, thì cái này được gọi là arrow function, hàm có cái mũi tên này nè, đúng không ạ? Ok, nó có một số điểm khác giữa hai này, là bữa sau tôi sẽ viết một cái bài, có cái bài với cái này tôi tổng hợp lại nó khác những cái gì. Ok rồi, thì cái này được gọi là định nghĩa hàm nha các bạn, định nghĩa hàm. Ok chưa? Đây là ba cách định nghĩa hàm, thì tại thời điểm bây giờ các bạn dùng cả ba cách này đều được, được chưa? Dùng cách nào cũng được. Rồi, bây giờ ta sang một cái ví dụ về hàm để bạn rõ ha. Và cô sẽ có một cái tip cho các bạn, đó là làm sao để viết một cái hàm cho nó dễ, mà mình viết hàm dễ dàng, ok không ạ? Đấy, cái này cô có thể nói rất là nhiều lần ở những cái lần các cô dạy, nhưng mà có thể cô chưa nói thì cô bây giờ nhắc lại để các bạn rõ. Nó cũng có cái tip để mình làm nó hay hơn, đúng không? Nó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Rồi, thì bây giờ ta sẽ làm một cái ví dụ, đúng không ạ? Làm một ví dụ đơn giản thôi, ví dụ về toán học đi ạ. Ta đặt một cái bài toán như sau, viết chương trình. Đây, comment để mấy cái này lại nha. Đây, ta làm một cái bài toán như sau nè. Đây, viết chương trình, viết hàm, hoặc là viết chương trình đi. Chương trình tính diện tích thích hình tròn hay hình chữ nhật ta? Hình tròn nhớ công thức không? Nhớ hả? Đừng quên rồi. Diện tích hình tròn. Ok. Rồi bây giờ nghe nè. Bây giờ trước khi làm bài này, các bạn phải phân tích cho cô nha. Vậy thì nếu như mà bài toán mà viết chương trình tính diện tích hình tròn thì ta phải cần nhập cái gì vào? Cái này được gọi là giải thuật nè. Bước 1 làm gì, bước 2 làm gì là giải thuật nhá. Bước 1 nè, là nhập gì ạ? Bán kính R. Ok. Rồi bước 2, bước 2 kiểm tra gì? À, R, check R có phải số không? Ok. Rồi là validation đúng không? Rồi cái gì nữa? Come on. Hằng số. À, khai báo hằng số. Nếu vậy thì khai báo hằng số thường thường ta để đâu? À, để ở đâu? Đúng không? Tao kể đi ha. Đây, khai báo hằng số. Khai báo pi hả? Hằng số pi hả? Phải không? À, rồi, ok. Rồi gì nữa? Mày đứa trật hết rồi. Ta phải biết công thức rồi đã. À, diện tích bằng gì ạ? Diện tích bằng gì? À, số pi nhân cho R nhân R, đúng không? Rồi. Sao 2R được không? 2R là gì? Là chu vi. Con ta đang tính diện tích mà. Chết rồi. Không đi gia sư được rồi. Giờ hỏi 2 nhân 3 có bằng 3 bình không đấy? Tuyển im lặng dùng ấy. Rồi, tiếp. Vậy là bài toán này các bạn phải biết pi, biết r đúng không? Thì bạn nói là khai báo pi đúng, hằng số pi. Thứ hai nữa là nhập vào bản kính r đúng không ạ? Sau đấy các bạn thêm có một kiểm tra r. Thì bản kiểm tra này là bao gồm cả cho cái phần lớn không luôn,
Tại vì các bạn này có bảo là có số ấm hay không á, đúng không? Thì lớn lớn không, không thì cũng không thành hình tròn được, đúng không ạ? Đấy, không chỉ là một điểm thôi. Rồi ok, bước 3 làm gì? Tính, đúng rồi. Tính. Ờ, bước 4 làm gì? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xuất ra kết quả. Bước 5 là... Ừ, dừng lại. Rồi ok, ok. Rồi nhìn lại cái bài này này. Đây là tôi đang giải thích các bước để làm. Trước khi làm một bài toán thì các bạn đừng có cốt vội. Các bạn phải xem bài này làm như thế nào đã. À, cái này có thể gọi là, ta gọi nó là giải thuật đấy các bạn. Là cách để giải quyết một bài toán thì được gọi là giải thuật. Thì định nghĩa tiếng Anh về giải thuật á, nó là như này nè. Algorithm is step to resolve problem. Resolve là giải quyết á. Tức là giải thuật là gì? Là các bước. Step của chữ S đó nha. Steps á. Ừ, các bước để giải quyết một vấn đề, đúng không? Giải quyết một vấn đề. Thì từ nãy giờ ta đang liệt kê các bước thì nó chính là giải thuật. Ok chưa? Đây. Thầy giải thuật dễ quá ha. Rồi tiếp nào. Rồi bây giờ nè. Bây giờ tôi muốn viết hàm cơ. Tôi muốn viết một cái hàm để tính. Được chưa? Thì a function. Ok. Rồi một bạn đọc cho tôi cái một function. Diện tích. A à, khoan. Cái cách đặt tên biến nhá. Hàm thì nó là một động từ, tại vì nó là chức năng. Chữ đầu tiên của nó là viết thường. Hiểu không ạ? Ví dụ như tính diện tích ta sẽ là như này. Đừng để diện tích nó danh từ rồi. Ta tính diện tích. Đấy. Rồi. Ok. Rồi theo các bạn như nào đấy, tính diện tích nha, tính là động từ rồi. Diện tích cái chữ D viết hoa và chữ T viết hoa, chữ G và chữ T viết hoa đúng không? Đấy, đó là cách để đặt tên biến nha, đặt tên hàm. Và thường ký từ đầu tiên á là nó sẽ viết thường, biến thì ký từ đầu tiên viết thường. Còn class á, class nha, ký từ đầu tiên viết hoa. Hiểu không ạ? Đấy, mình lưu ý chỗ này. Cái lưu ý nhỏ thôi, nhưng mà sau này nó sẽ giúp các bạn đấy. Ok ạ? À? Rồi tiếp nha. Rồi cái gì nè? Ta thấy ta quay lại cái này, param là gì các bạn? À, general. Có truyền phi không? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Nhìn cái bước, các bước giải quyết vấn đề cái kìa. Và diện tích bằng. Nhưng mà đã bằng chưa? Ta coi bước 2 ta làm gì? Bước 2 ta làm gì? À, bước 2 kiểm tra. À, cũng được. Cũng được, nhập vào để kiểm tra cũng được. Vậy các bạn không kiểm tra ở đây. Nghĩa là vậy coi R là gì ạ? À? Là thỏa mãn rồi đúng không? Vậy thì ta sẽ có vá gì? Diện tích là biến nè, bằng gì ạ? Mass chấm phí nhân R nhân R. Ok. Xong đấy gì ạ? Xong rồi gì ạ? À, return. Return gì ạ? Diện tích. Đúng không các bạn? Rồi. Bây giờ giải thích nha. Từ khi nãy là tôi chỉ hướng, cô chỉ hướng dẫn là các bạn cách viết như nào thôi, nhưng mà chưa nói đến câu lệnh gì. Return chưa cụ thể nhá. Bây giờ ta cụ thể là các bạn nhìn nào. Có hai loại hàm. Hàm trả về giá trị và hàm không trả về giá trị. Ok? Thì ở chỗ này khi nãy bạn Hiển á, bạn nói là để in ra đây đúng không ạ? In ra màn hình chỗ này đúng không ạ? Được. À, dùng return cũng được luôn. Nhưng mà in ra ở đây luôn á thì nó sẽ có nhược điểm như này nè. Mình đây là tính diện tích hình tròn trong một tình huống này. Bây giờ mình muốn in ra thông báo khác đi, rất là khó đúng không? Mình lại phải viết lại hàm đúng không ạ?
nó nằm ở cái mục đích thứ hai của cô là cái việc tái sử dụng hàm nó sẽ gặp vấn đề. Cho nên khi các bạn viết một cái hàm, các bạn sẽ nghĩ cái việc mà các bạn sau này có thể sử dụng hàm đấy nhiều lần ở chỗ nào cũng được, hiểu không ạ? Đấy, thì ở chỗ này return có vẻ ổn hơn, đúng không? Nhưng mà viết hai cách đều được ha. Rồi các bạn nhìn nào, câu lệnh return là gì? Trong cái buổi trước cô có nói các bạn đó là cái câu lệnh return á, nó là câu lệnh nhảy. Câu lệnh jump nè, thì trong câu lệnh jump này nó có câu lệnh là gì ạ? Câu lệnh là break đúng không? Continue đúng không? Cái gì nữa ạ? Exit. Break, continue. Go to. Rồi có câu lệnh gì? Có câu lệnh gì? Return. Thì cái câu lệnh return này nè, nó được coi là một câu lệnh nhảy. Thì bây giờ câu lệnh return này có ý nghĩa gì các bạn nè? Thứ nhất, đúng rồi, câu lệnh return nó có hai ý nghĩa. Một của nó là trả về giá trị tại lời gọi hàm. Ý nghĩa thứ hai của nó là gì ạ? Thoát ra khỏi hàm, nhảy ra khỏi hàm, nó nhảy nhưng mà nhảy ra khỏi hàm, thoát khỏi hàm. Thì ở đây các bạn sẽ để ý như này, câu lệnh nó sẽ chạy từ trên xuống dưới, nhưng nếu ở bất kỳ chỗ nào mà gặp câu lệnh return nó bay ra khỏi hàm luôn, hiểu không ạ? Nó sẽ không thực hiện những câu lệnh sau return nữa. Ở sau return các bạn viết thêm bao nhiêu câu lệnh nữa nó vẫn không thực hiện ở chỗ này, hiểu không ạ? Cô viết thêm ở đây là không thực hiện nữa, đúng không ạ? Không thực hiện nữa thì sau nữa. Ok, rồi bây giờ theo các bạn cái này chạy được chưa? Chưa chạy, bởi vì cái này chỉ là cái lời định nghĩa hàm thôi, cái đoạn code để định nghĩa cái hàm đấy thôi. Cái hàm này chưa hề được thực thi, cái hàm này chưa được gọi, chưa chạy được. Nếu các bạn viết hàm này mà chạy á, nó chỉ bắt lỗi là bắt lỗi gì ạ? Bắt lỗi cú pháp thôi, chứ còn nó không bắt lỗi phía trong nó chạy như thế nào, nó không bắt lỗi luôn, nó không biết luôn. Đúng rồi, tại chưa chạy. Bây giờ muốn chạy thì sao ạ? Gọi hàm. Bây giờ để gọi hàm ta phải làm sao ạ? Gọi hàm ta phải làm sao? Bây giờ cho nhập gì ạ? Bây giờ cái câu lệnh cho nhập error tôi viết dưới hay viết trên hàm? Tại sao lại phải viết trên mà không viết được dưới? Không hẳn. Đúng rồi, chạy từ trên xuống dưới, đúng rồi. Nhưng mà trong tình huống này viết trên hay viết dưới đều giống nhau. Bởi vì là cái hàm này chưa được gọi mà. Cho nên cái hàm viết ở đâu cũng thế thôi. Còn khi tôi gọi hàm thì cái đấy nó mới tham chiếu tới cái hàm này. Hiểu không ạ? Cho nên trong tình huống này các bạn đã viết hàm thì cái hàm này viết trên hay viết dưới không quan trọng. Ok, tôi viết giả sử như tôi viết như này. Viết một cái biến y, một cái biến biến r nào đó. Tôi nhập từ bàn phím, tôi để cái prompt. Ok chưa? Xong đấy tôi gọi hàm và diện tích gán bằng gọi, bây giờ mới gọi hàm nè, tính gì đấy ạ? Diện tích của r nhỏ đúng không? Được chưa? Sau đấy tôi sẽ xuất ra màn hình là console log đi ha. Là cái gì ạ? Là diện tích 2 chấm cộng gì ạ? Diện tích, ok. Ở đây các bạn có thể thiếu cái gì không? Nếu như xét cái bài toán này ta thiếu cái gì không? Thiếu phần kiểm tra. Đúng không ạ? Thiếu phần kiểm tra. Thế phần kiểm tra này các bạn viết vào nha. Cô không viết nữa đâu, tại vì cô đang giải thích hàm mà. Các bạn dùng câu lệnh if hoặc câu lệnh gì lặp gì đó các bạn để check nó. Ok. Rồi các bạn nhìn nè. Thì cái câu lệnh nè, cái này nè, thì ta được gọi là calling function. Calling function, thuật ngữ nó gọi vậy á. Các bạn lâu lâu cô phải nói thuật ngữ để các bạn sau này có lỡ gặp đọc ở đâu hoặc là ai hỏi các bạn còn biết ha. Thì calling function tức là lời gọi hàm, lời gọi hàm. Còn cái này là function definition tức là định nghĩa hàm, đúng không ạ? Định nghĩa hàm. Thì định nghĩa này nó chỉ là mới cái phần khai báo thôi. Còn nó thực sự được thực thi khi nào? Tôi phải có lời gọi hàm nó mới được thực thi. Ok chưa?
Thì logic chương trình nó sẽ chạy như thế này các bạn. Cái này đầu tiên nó chỉ check, cái này là check của Pháp thôi. Nó không có run. Nó run cái này trước, sau đó nó run đến cái câu lệnh này. Đến câu lệnh này, nó bắt đầu nó mới gọi hàm. Gọi hàm thì nó lấy R nữa các bạn. Nó lấy R. R này được gọi là đối số thực. Nó gọi argument. Còn ở trên này ta gọi là parameter. Được chưa? Cái này chỉ là cái tham số để đặt chỗ thôi. Tôi biết ở đây tôi phải truyền một cái đối số. Thì ở đây là tôi nhập vào, ví dụ tôi nhập là 5, thì có phải R của tôi sẽ nhận giá trị là 5 đúng không ạ? Thì có phải là số 5 là có giá trị thực rồi đúng không ạ? Giá trị thực rồi. Thì tôi truyền số 5 vào đây. Được chưa? Và số 5 này nè, khi đấy số 5 này nó gọi hàm thì nó sẽ tham chiếu tới cái hàm này, nó chạy nè. Nó chạy tới cái hàm này. Nó đặt cái số 5 vào vị trí này. Đúng không ạ? Xong nó lấy diện tích bằng cái số pi nhân 5 nhân 5. Nó sẽ được một cái giá trị nào đó. Xong nó sẽ return cái diện tích này. Và cái giá trị ở trong cái return, xong cái lệnh return này này, nó sẽ trả về tài lời gọi hàm. Tức là câu lệnh return là gì? Câu lệnh return là trả về giá trị tài lời gọi hàm. Đấy, cái định nghĩa dài của nó như vậy đó. Ông nó có to hơn nữa. Rồi, ok. Được chưa? Các hiểu chỗ này không? Ok. Rồi bây giờ nhá, ta chạy nè. Đây, các bạn xem. Vì tôi nhập là 5. Ủa chứ, không phải nhầm. Đây, tôi ấn F12. Tôi nhấn F12 để các bạn. Ủa chứ, nhấn F11 mất rồi, F12 đâu. Đấy, tôi con select đây. Diện tích là nó để 0 nè. Được chưa? Bây giờ nè, tôi refresh lại nè. Tôi nhập là 5 nào, ok nè. Thì diện tích của nó là 78,555 mấy đó, đã chưa? Ok, có zoom được không ta? Ừ, zoom được luôn, hay thế. Đó, sao cái này. Đấy, zoom nhìn cho bự. Không phải là các bạn không nhìn được, mà cô không nhìn được. Được chưa? Ok chưa? Đấy. Thì cái diện tích là như này. À, ví dụ 10. 10, ô cha, sao cô gõ đấy ta? 10. Enter cái thì có phải là 314 phải mấy không? Nó nhân 10 lên tại vì số pi nó số lẻ, đúng không? Ok. Đấy, cái diện tích là như vậy. Rồi. Là cái này là cô vừa khai báo một hàm nè, định nghĩa một hàm nè, vừa cho các bạn gọi một hàm nè, thực thi được chưa? Đã hiểu về hàm chưa? Ok. Bây giờ như này, vấn đề đặt ra là như này. Bây giờ làm sao để viết hàm cho nó chuẩn? Đa phần các bạn sẽ gặp tình huống như này nè. Cái đối số này các bạn không biết đưa vào như nào cho hợp lý. Cho một bài toán xong các bạn không biết là ô, cái này là đối số là gì. Nhiều bạn á, đưa luôn cả cái phần trả về nằm trong đối số luôn. Tại vì các bạn chưa hình dung được cách để hợp lý ha. Cô nên trả về không? Trả về cái gì đây? Đúng không ạ? À, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn viết. Tức là cách để tạo một cái function. Ok. Và vẽ. Lâu lâu phải vẽ thì cho vui. Rồi ok. Thì bây giờ nhá, để tạo được một cái function, một cái chức năng nha, mà hợp lý, thì các bạn sẽ xét một cái vấn đề như sau. Thì các bạn sẽ nhìn trong cuộc sống á, hay là bất cứ cái sự việc hiện tượng nào các bạn để ý, có một câu chuyện nào đó, hay là một cái tính năng nào đó, hay là một cái machine, hay là một cái vấn đề thực tế nào đó. Thì thường nó sẽ chia thành 3 phần. Nhất là các cái machine nữa các bạn. Chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là để xử lý một cái vấn đề nào đó thì người ta có phải biết là đầu vào để là cái gì đã. Sau đấy người ta mới xem cái phần xử lý là cái gì. Xong người ta bảo sau khi xử lý xong nó sẽ trả về cái gì, đầu ra là cái gì. Vậy một cái câu chuyện, một cái tính năng hay là một cái bài toán thì nó luôn luôn được hình dung, được chia thành 3 phần. Đúng không? 3 phần. Phần thứ nhất là các bạn biết nó là đầu vào. Đúng chưa? Đầu vào. Ok. Phần thứ hai là đầu xử lý. Phần thứ ba là đầu ra. Ta hay gọi nó là input.
input. Anh này được gọi là output. Ta hay có khái niệm đấy. IO á, IO á, đó là input và output. Đúng rồi, còn anh này là process, xử lý. Được chưa? À, các bạn để ý như này nè. À, ví dụ như là tôi lấy một bài toán đơn giản đi. Viết chương trình để các bạn tính bình phương của một số. Đúng không? Thì đầu vào là gì? Hả? Đâu, bình phương của một số mà. À, một số. Một số nào đó, số x chẳng hạn. Xử lý là gì? Bình phương bằng x nhân x. Và đầu ra là gì? Bình phương, đúng rồi. Đúng không? Ok chưa? Ta phải xác định được vào, xử lý và ra. Rồi tôi lấy ví dụ nha. Cái máy lọc nước. À, vào là nước, nước gì ạ? Nước, nước tạp chất. Rồi, vào là nước tạp chất. Xử lý là gì ạ? Mấy cái cục đúng không? Mấy cục lọc trong đấy, nó lọc gì đó mình cũng biết. Nó có cái technique gì mình cũng biết đúng không? Rồi ra là gì ạ? Nước đã được lọc rồi. Đúng không? Rồi, còn ví dụ gì nhiều lắm. Cái gì? Ấy đầu vào mà cơm nó đầu ra hơi bị mệt mỏi ạ. Ôi ông ơi, đừng lấy ví dụ đấy. Đừng lấy ví dụ đấy. Tới nhìn nhá, nhạy cảm, nhạy cảm. Rồi à, cho khó khó xíu nè. Đừng 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 vào cơm thôi, đừng nhá. À, rất nhiều đứa hay, nhiều đứa này sẽ có một cái suy nghĩ về bà nè. Không biết, không dám nói. Ê, không không không, lại nói tôi nghĩ vậy chết, không được. Rồi ok, hay là bài toán như này nha. Cô lấy ví dụ như này nha. Ví dụ nó hơi thực tế một tí nè. Bây giờ các bạn nhìn thấy khi bạn đi mua hàng ấy, người ta xuất ra các bạn có cái bill đúng không? Cái bill á. Thì bây giờ đầu ra là cái bill rồi. Đầu vào là cái gì? Một cái bill. Cái bill này gồm, à đúng rồi, đầu vào các bạn sẽ phải lấy được cái gì ạ? Phải có gì đấy ạ? Phải có được mấy thông số đúng không? Ví dụ như có số lượng sản phẩm, số lượng nhân giá đúng không ạ? Số lượng giá. Rồi các bạn mới ra, tức là số lượng sản phẩm, số lượng giá. Thì nó mới nhân, trong này nó xử lý cái gì ạ? Phức tạp lắm. Cộng trừ nhân chia đúng không? Đó, nó tính tổng tiền, rồi tính sum, rồi tính tổng tiền nó kia. Tóm lại nó ra các bạn cái bill để các bạn trả tiền. Tức là đầu vào sẽ là cái mà để các bạn tính ra được cái bill đó. Đúng không ạ? Đấy, thì các bạn nhìn cái vấn đề là các bạn, à muốn ra được cái bill như này thì tôi phải có, à mã này thì có số lượng này, có giá như này, nó lấy được giá như này và nó phải trả về các bạn cái bill. Quá trình nó ra được cái bill thì nó phải tính toán các bạn. Lấy số lượng nhân đơn giá ra thành tiền, rồi sum lại nó thành tổng tiền, sum nhiều sản phẩm lại nó thành tổng tiền. Sau đấy nó phải action, nó phải print ra được cái kia đúng không? Cái bill kiểu như vậy. Thế đó là quá trình để xử lý, nhưng nó hơi phức tạp. Bởi vì là gì ạ? Nó nhiều cái chức năng nhỏ trong đấy. Hiểu ý không? Đấy. Nhưng mà ta lấy một cái vấn đề để các bạn hiểu là cái gì nó cũng có vào và ra. Rồi, bây giờ ta thử làm một bài toán như này nhá. Hàm, ví dụ như bây giờ cô đặt một cái vấn đề như này đi. Cái này. Rồi, viết hàm tính giải phương trình bậc 2. Hàm nhá, giải phương trình bậc 2. Vào là cái gì? Hay quá, ABC. Ra là gì? À, nghiệm x1, x2. Xử lý là gì? Rất phức tạp. Thôi khỏi đi.
xử lý là tính đến ta tùm lum đúng không? Ok. Có ai nhớ không? Nhớ chứ nhỉ? Bây bây chữ bụng ai xe. Đúng rồi. Âm B chia 2A cộng trừ B chia 2A đúng không? Là ở đâu? Cộng trừ à, trừ B cộng trừ căn delta chia cho 2A là nghỉ âm. Lớp này giỏi toán phết. Lớp này toàn thiên tài không ạ? À? Rồi, còn cái xử lý chúng ta sẽ là cái cách giải đúng không? If L gì đó rất là nhiều từ trong đấy. Viết thành một cái hàm. Được chưa? Rồi. Ok. Vậy đã hiểu hàm chưa mấy bạn? Hiểu hàm không? Được chưa? Vậy với hàm như vậy các bạn đã hiểu chưa? Rồi bây giờ ta có một khái niệm khác. Đó là khái niệm gì? Callback function. Đây, ta đã xong khái niệm với hàm nhá. Tóm lại cái phần hàm cái nè. Tóm lại nè. Ok. Hàm, mục đích làm gì? Tóm lại là sau này cái gì cũng phải viết hàm. Đó là cái thứ nhất. Sau này cái gì cũng viết hàm nhá. Ok. Đấy. Và này các bạn nào, hàm, tóm lại nè. Hàm là chia nhỏ cái chức năng lớn ra các chức năng nhỏ, nhưng mà phải là tròn vẹn một chức năng nhá. Đó. À, nó có giúp chúng các bạn là dễ duy trì code, dễ fix lỗi, đúng không ạ? Dễ maintain code. À, hàm thì phải có khả năng tái sử dụng, đúng không ạ? Mà nên hướng tới cái việc là phải tái sử dụng nhiều lần. Đó, khi viết hàm là mình phải cái tư duy như vậy. Tư duy là phải nó phải được sử dụng chỗ khác nữa thì nó sẽ như thế nào. Rồi, cách viết hàm nữa các bạn. Các bạn nhìn sơ sơ là có mấy cách viết hàm nè, ba cách đây. Đó. Thì cách viết hàm này là cổ điển nè. Đó. Cái hàm mà không có tên được gọi là anonymous function. Tức là cái hàm nặc danh ẩn danh ha. Được chưa? Đấy. Hàm thì có hai loại. Hàm trả về giá trị và hàm không trả về giá trị. Hàm trả về giá trị thì phải có câu lệnh return. Câu lệnh return nó có hai nhiệm vụ nha, có hai nhiệm vụ nha các bạn. Một là trả về giá trị tại lời gọi hàm. Hai là thoát khỏi hàm. Nghĩa là trong hàm này xử lý mà cứ gặp câu lệnh return là nó sẽ bay ra khỏi hàm luôn. Và câu lệnh return có thể viết kèm một cái biến để trả về, hoặc là nó viết một mình vẫn được luôn. Nếu viết một mình thì nó chỉ làm một nhiệm vụ thôi, thoát ra khỏi hàm thôi. Ok chưa? Đấy. Và đây là một cái tip để các bạn. À chưa? Ta mới nói vào ra thôi chứ vào ra để làm gì? Nói một lúc quên hết câu chuyện của mình nè. Vậy mình xác định vào xử lý và ra để làm gì các bạn? Thì đầu vào sao ạ? Nó sẽ nằm ở đâu ạ? Khi ta viết hàm, nếu viết hàm bây giờ từ cái này nè, viết hàm để giải phương trình bậc 2 thì bạn nào viết hàm thử cho cô cái nào. Function. Rồi gì ạ? À, giải phương trình bậc 2. Rồi gì nữa ạ? Rồi đối số là mấy ạ? A, B, C. Vậy có nghĩa là gì? Đầu vào thì nó phải nằm ở đâu ạ? Tham số đúng không? Đầu vào sẽ nằm ở tham số. Rồi. Sau đấy chúng ta sẽ là đến phần xử lý. Sau đến là gì ạ? Return gì đấy ạ? Return cái gì? À, return x1, x2. Có thể return được một mảng nhưng các bạn, nếu các bạn mà thường sau câu lệnh ý là nó chỉ return được một giá trị thôi. Nhưng nếu giá trị đấy là mảng nó cho luôn. Object nó ok luôn, hiểu không ạ? Được chưa? Đấy, return x1, x2, đấy là cô viết. Viết này không đúng cú pháp rồi, nhưng mà ta viết vậy đi. Tức là ta sẽ trả về gì ạ? Cái
giá trị mà trả về nó sẽ nằm câu ở câu lệnh gì? Return. Thì đó là cái tip để các bạn viết một cái hàm cho nó chính xác. Bây giờ viết hàm mà tính bình phương của một số thì sao ạ? Function gì đấy ạ? À, tính bình phương đối số là gì? X. Tức là đầu vào nó sẽ là đối số. Cái này là và bình phương bằng gì? X nhân x. Và cuối cùng gì ạ? Return bình phương. Hoặc các bạn có thể return x nhân x luôn được nha. Nếu mà viết gọn á thì các bạn có thể return x nhân x luôn khỏi con anh này. Đồng ý chưa? Nếu như cô viết cái bài toán này mà cô viết thành cái arrow function, tôi sẽ viết như này. Nếu mà viết thành arrow function, ta sẽ viết như này. Và tính bình phương gán bằng x mũi tên x nhân x. Đó, nếu như viết thành arrow function, nó sẽ viết như vậy á. Hiểu không ạ? Tức là khi mà trong một cái arrow function, nó thân hàm của nó chỉ có một câu lệnh thôi, một câu lệnh ở sau return á, thì các bạn không cần phải dấu mốc nhọn nữa, các bạn mũi tên, các bạn return cái đấy luôn. Đấy, nó tối ưu, tối giản cái cốt, hiểu không ạ? Tối giản cái cốt lại. Ok chưa? Understand? Ổn không? Hiểu không? Hiểu với hàm chưa? Vậy tóm lại như này, để viết được một cái hàm thì các bạn đầu tiên nên xác định chia nó thành 3 phần: đầu vào, xử lý và đầu ra. Đầu vào các bạn để ở phần đối số, phần tham số, parameter. Đầu ra thì nó nằm ở câu lệnh gì? Return. Và xử lý nó nằm ở phần thân. Được chưa? Cũng có những cái hàm không có trả về. Cũng có những cái hàm không có đối số thì cái đấy các bạn để trống nhá. Không có trả về mà in xuất ra màn hình luôn thì các bạn bỏ câu lệnh return. Và một hàm nó có thể kết hợp cả hai, vừa xuất ra màn hình, vừa return luôn, đều được hết. Vừa xử lý chức năng này, có thể xuất ra màn hình này, tức là xử lý một chức năng nào đó. Xuất ra màn hình là xử lý chức năng đó. Xử lý chức năng xong và ta xuất ra màn hình, ví dụ như này nhá. Các bạn biết cái hàm insert không? Insert dữ liệu vào database thì nó sẽ thực hiện chức năng là insert vào database đã. Hiểu không ạ? Chức năng này độc lập. Sau đó tôi có thể return lại cái gì đấy ạ? Cái kết quả là đã thực hiện thành công hay không, true hoặc false. Có hiểu không? Ok. Giống như cái phần mà ta học Java. Nghĩa là nó sẽ gồm hai cái công việc. Một công việc là ta action của nó là nó insert dữ liệu. Một công việc là tôi sẽ trả về cái giá trị boolean á, là nó thực hiện thành công hay là không. Đúng không ạ? Return true or false. Ok. Được chưa? Vậy ta sẽ dừng cái phần hàm này đây. Ok. Dừng cái này lại đây nha. Ta sang cái phần khác nè. Ok. Callback function. Nghe từ callback thì hiểu không các bạn? À, gọi lại. Đúng không? Callback function mà các bạn lưu ý nè. Học đến cái JavaScript mà nâng cao á, sau này các bạn học với xử lý cái sự kiện á, các event á. Ví dụ on press, on click, đúng không? On mouse over, on mouse out, mấy cái sự kiện đó các bạn, ta gọi là event. Thì khi gặp đến sự kiện đấy, thì các bạn sẽ xử lý rất nhiều cái callback function này. Hiểu không ạ? À, thì callback function có nghĩa là gì? Nha. Các bạn dùng, có thể dùng, nhưng có thể các bạn hiểu chưa rõ. Bây giờ cô làm một cái demo cực kỳ nhỏ gọn luôn về callback function. Ok. Comment hết tất cả những cái gì thế này nhá. Thì là comment để lỡ nó khỏi lỗi thôi. Giống cái gì á. Rồi, có những cái này rỗng. Thế. Rồi, thôi tôi gõ lên đầu. Tôi giữ được đây. Rồi, bây giờ ta đến cái phần là xẹt sáo sáo xẹt. Callback function. Cái này hay các bạn này. Bởi vì là dùng nhiều lắm. Dùng nhiều mà bây giờ các bạn không hiểu, các bạn dùng mà không hiểu, tại mà không biết cách dùng thì nó rất là đáng tiếc ha. Ví dụ như này, callback function là gì? Nó là hàm được gọi sau khi thực thi một hàm. Nghĩa là
tôi thực thi một hàm xong, tôi lại gọi một hàm khác. Hiểu không ạ? Thì nó sẽ gọi là callback function. À, thì tôi lấy ví dụ như sau, nó dùng nhiều lắm. Còn tình huống dùng, tôi lấy ví dụ như này. Tình huống mà bạn dùng á, thì ví dụ như là các bạn, nếu các bạn học học rồi, học giao jQuery rồi á, thì các bạn thường sẽ thấy nó nhiều lắm. Ví dụ như tôi dùng như này nè. jQuery nha, $, div, hoặc là selector, ví dụ như là div, hay là thẻ div gì đó, xong tôi chấm, ví dụ như là hover, mở ngoặc, cái này tôi lại gọi trong này một cái function. Đó. Okay. Cái này là thầy sẽ nhiều nè, do something nè. Đây là viết cái gì đó trong này. Có nghĩa là gì? Khi tôi hover vào thẻ div, cái div ID á, trong cái thẻ á, HTML á, hover vào thẻ div thì nó sẽ làm công việc gì đó. Hiểu không? À, rồi tôi khoan để tôi làm các bạn một cái demo về hover mà là cơ bản nha. Xong rồi các bạn sẽ so sánh nha. Nếu như tôi dùng cái jQuery thì nó sao, mà nếu như tôi dùng cái thuần thì nó sẽ như thế nào nha. Rồi, bây giờ ta sẽ demo cái thằng này. Cái này tôi tạm thời để đây đã. Mà thầy lỗi chưa? Nó vào đô la nó không biết là cái gì. Ok. Bây giờ để muốn biết đô la cái gì á thì các bạn lên đây. À, cũng anh này. Tôi mê anh này lắm. Kiểu giống kiểu là người yêu 20 năm, hơn 20 năm rồi đó. Đấy. Đây, jQuery đâu? JavaScript có jQuery không? Đây, jQuery đây. Lên jQuery nè. Thì các bạn đừng quan tâm nhiều, mà tôi chỉ làm một cái cho vui vui thôi. Thực ra là jQuery này nó cũ rồi, nó là một thư viện thôi. Tôi chỉ test để các bạn thấy thôi, có nhiều cách để gọi. Ta đi vòng vòng cho vui. Bây giờ này, muốn dùng nó thì tôi chỉ cần copy anh này thôi. Hoặc là các bạn vào check cho xem, các bạn copy code của nó, hoặc tôi copy thằng này là đủ rồi. Copy cái hết nha. Ok. Được chưa? jQuery nè, tôi đưa vào đây. Tôi đưa vào đây. Đấy, tôi đưa vào anh này. Thì phần này là phần head đúng không? Đưa vào anh này luôn. Viewport, không, tôi copy mỗi script thôi. Thì head không cần đâu, script nè. Tôi cho vào đây luôn này các bạn. Ok. Cho vào đây. Được chưa? Các bạn thấy là nó sẽ bảo hết bảo lỗi cái nãy nè. Cái nãy là tôi đang bị bảo lỗi là đô la. Ờ, nó đang chạy. Enter cái đi. Hết bảo lỗi chưa? Hết rồi đó. Sao nhiều thứ gì trời. Con số lốc của tôi nằm đâu rồi? Dùng to quá. Con số lốc đây rồi. Thấy chưa? Hết bảo lỗi rồi đúng không? Đấy. Khi nãy là tôi để đô la là nó lỗi ngay. Bây giờ nó hết bảo lỗi. Nó khi nãy là bảo đô la nó không hiểu là gì. Thì nó chỉ áp dụng cho jQuery mà. Cho nên là tôi mới khai báo cái thư viện jQuery cái là nó hết bảo lỗi ngay. Rồi. Giả sử tôi có một cái thẻ div ở đây. Div. À, xin chào các bạn. Được chưa? Ok. À, tôi để div mà không phải div nha, xin lỗi nha, div nha. À, tôi để giả sử tôi để cái ID bằng my div. Đây, ok. Thì ở đây này, tôi để cái ID là my div. Tức là cái câu lệnh này là tôi lấy được cái thẻ này. Còn lấy cái thẻ này làm gì thì tôi không biết. À, bây giờ nè. Tôi sẽ làm gì đó? Bây giờ tôi hover. Tôi hover lên cái thẻ đúng không ạ? Tôi hover lên cái thẻ. Thì khi hover lên nó bật ra một cái thông báo hoặc là nó lock ra. Also lock đi ha. Also lock. Nó lock ra là cái div nè. Chấm div.inner. À không phải, div không. Div phải như này cơ. Jquery div nó phải là như thế này. Div.inner. Lấy cái tag của nó, tag. Đây, tag. Thằng jQuery, anh jQuery này nó đặc điểm nó là không có phương thức thuộc tính, nó chỉ có phương thức thôi. Đây, thử nha, hover nè. Có phải con sẽ lock ra đây không? Đúng không? Lấy cái tag của nó, được chưa? Đấy, thì nghĩa là gì? Các bạn thấy có phải đây là một cái function không? Đấy, nó là một cái function. Cái hàm này nè, nó được thực thi sau khi có hover vào đối tượng. Trả lại nè.
hover nè, chạy lại nè, hover nè, được chưa? Nó thực thi sau khi tôi hover, hover nó là một cái hàm, hàm này xử lý sự kiện hover, xử lý cái event này, thì nó lại gọi thêm một hàm khác. Sau khi hover xong, nó gọi thêm cái function, và trong function này tôi console.log ra cái chuỗi, được chưa? Console.log cái chuỗi. Thì cái function này các bạn này, nó được gọi là callback function. Ok. À, nếu như không dùng jQuery thì sao? À, nếu không dùng jQuery thì sao? Không dùng jQuery thì tôi viết như thế này. Để tôi đóng nó lại nha. Comment ông này lại nè. Thì nếu như không dùng jQuery thì khi tôi hover đây các bạn nhá, thì tôi phải gọi đến cái sự kiện, đúng không ạ? Hoặc là tôi là on mouse over của HTML. Xong từ đó tôi gọi một cái hàm. Các bạn nhìn nha. Tôi viết đây cho vui này hen. Tôi viết script nè, script có thể viết ở đây hen. Đấy. Tôi viết một cái function như bình thường. Đấy, tôi copy cái function này qua luôn các bạn nha. Copy nguyên cái function này qua nè. Các bạn thấy là có copy nguyên cái function này qua đây. Ok, cái nào comment tôi vào đi. Thế ở đây thì đương nhiên là không phải là console log edit này rồi. Tôi sẽ sửa lại ha. Bây giờ này, khi tôi đưa con trỏ vào đây thì tôi gọi đến cái sự kiện, cái on mouse over. Over. Đấy, nó gọi tới cái hàm. Cái hàm này các bạn phải đặt tên cho nó. Đó là ví dụ như là function over đi ha. Thế tôi gọi đến cái hàm là f over. Nếu mà các bạn làm với web ha, và nó sẽ bật ra một cái thông báo là ví dụ như là tôi lấy là document.getElement. Cái này là cái mà các bạn hoảng sợ nè. Cái này là đôm người xưa học, đôm cái này là các bạn đều mơ hồ với cái này nè. Cái này đôm nè, lấy cái ID của nó là mydeep nè. Ok. Chấm gì á? À, inner text hoặc inner HTML. Ok, bây giờ tôi thực thi nhá. Hover này, có phải console log ra không? À, tránh console log mà bị nhầm lẫn thì tôi để alert cái ông này nè. Alert là bật ra thông báo nè. Ok, đưa con trỏ vào nè, bật ra alert chưa? Ok, vậy các bạn sẽ thấy nè, nó tách ra, đây là sự kiện on mouse over, còn đây là một cái hàm để xử lý, nó thực hiện công việc gì đó. Đó là việc của mình, alert cái gì là việc của mình. Thì khi tôi gọi, tôi đưa con trỏ vào cái đối tượng là cái deep đó, tức là đưa con trỏ đi qua, thì nó gọi là on mouse over, thì nó sẽ gọi từ cái hàm đó, hiểu không ạ? Nhưng mà ở trong này nó không gọi là callback function, tại vì hai function nó gọi độc lập. Hai này độc lập. Cái này được gọi là event handle. Event handle tức là xử lý, điều khiển cái sự kiện. Cái cục này này được gọi là event handle. Ok. Thuật ngữ khác nhau nha, nhưng khi các bạn quay lại này, các bạn quay lại này, bây giờ mình bỏ qua anh này được không? Tôi xóa anh này đi không bạn, các bạn xóa thì thôi, nó không gọi là nó không lỗi đâu. Ta quay lại cái bài toán này các bạn nha. Thì cái này nó là callback function. Tại vì các bạn sẽ thấy là trong cái function hover này nè, nó lại gọi một cái function khác. Ok chưa? Được chưa? Thì cái này được gọi là callback function. Và cái chỗ này các bạn không cần đặt tên, tại vì viết tôi viết trực tiếp vào đây rồi. Nó gọi chính cái function này rồi thì không cần đặt tên. Mà hàm mà không cần đặt tên như này nè, nó chỉ sử dụng một lần thôi á. Sử dụng lần nữa không được. Biết có tên đâu mà gọi, đúng rồi. Chính xác. Đây là các bạn phải có tên mới gọi lại lần nữa đúng không? Không có tên sao gọi. Rồi. Đây là một. Không không. Ai gọi được nó trong này rồi. Nó cục bộ trong này rồi. Rồi bây giờ gọi được này. Bây giờ như này nha. Bây giờ cô sẽ demo lại một chút về cái callback function các bạn nha. Cái này là lấy ví dụ cho các bạn hiểu thôi. Là nó dùng ở đâu? Hiểu chưa? Tình huống nào thì dùng nó. Thì bây giờ nha, cô lấy một cái ví dụ như sau nè. Cái ví dụ này nó sẽ, các bạn sẽ có, trật tự mấy người. Cái này hay nè, cái này hay và khó nha. Của mình nước đã khát nước rồi. Nếu có, không có function đó thì nó hover thì cứ hover thôi, nó có làm gì đâu.
Không, vừa để đó. Không có function thì làm gì nó thực hiện cái gì nữa? Không. Không được. Tại vì sao? Cái hàm hover thì nó chỉ làm là nhiệm vụ là mình chỉ nhận biết là cái nhận biết cái sự kiện mình hover thôi. Còn thực hiện cái gì đó thì nó là một chức năng rồi. Chức năng thì bắt buộc phải để trong hàm. Có thể truyền data vào được, nhưng mà không thể nào không không làm gì được. Hiểu không ạ? Muốn làm gì đó thì nó phải là chức năng. Hiểu không ạ? Rồi, tiếp tục hen. Tiếp tục nha, tập trung các bạn focus vào đây xíu nha. À, bây giờ chúng ta sẽ, cô làm một cái ví dụ. Cái này là tôi sẽ bỏ nó đi, comment nó lại ha. Bây giờ ta qua một cái ví dụ khác nè. Đây, tôi sẽ giải thích từ đầu, khi nãy là chỉ mới giới thiệu thôi. Bây giờ mới là giải thích cái callback function nó sẽ dùng như thế nào nè. Giả sử cô sẽ tạo một cái function. Function à, callback demo đi. Callback demo. Ok. Trong cái function này tôi thực hiện cái gì đó. Như có slot. Slot ra một cái gì đó. This is a callback demo example chẳng hạn. Tôi viết một cái hàm nào đó và tôi gọi hàm này các bạn. Tôi gọi hàm này thôi. Cái hàm này chưa chạy, tôi hỏi hàm này thôi. Tôi gọi lời gọi hàm, nó không có return cho nên tôi sẽ gọi là callback demo luôn. Không có return nên tôi gọi trực tiếp. Thì nó log ra là this is callback demo function, được chưa? Ok. Rồi bây giờ nhìn nào. Tôi sẽ cái hàm này tôi sẽ cho nó truyền một cái đối số. Đối số này là function. Được chưa? Parameter function. À, tôi truyền vào thì tôi gọi nó ra thôi. Truyền thì tôi gọi, mà gọi function thì phải gọi như này nè. Parameter function. Thấy chưa? Hiểu không? Tôi truyền một cái hàm vào và tôi gọi lại hàm này rồi để nó thực thi ở đây. Thì có phải lời gọi hàm này có phải là function không? Cái này là định nghĩa. Lưu ý nè, cái này là định nghĩa của cái hàm của cô nha. Thì cái hàm tôi sẽ được gọi đấy. Rồi bây giờ nè, tại vì đối số của tôi bất cứ cái gì mà đối số của tôi có phải là một số nè, có thể là một cái biến kiểu số nguyên nè, một cái biến kiểu boolean nè, hiểu không? Một có thể là một cái object nè, thậm chí có thể là một mảng nè, thậm chí có thể là một hàm. Bây giờ tôi đang truyền đối số của tôi là một hàm. Và khi tôi sử dụng hàm đấy, tôi sử dụng như này hoặc sử dụng đâu đó tùy. Đây là ví dụ cơ bản nhất. Ok. Trong hàm tôi truyền một đối số hàm và tôi thực thi hàm đấy. Trong cái nào thực thi hàm nhé các bạn. Rồi bây giờ tôi truyền như nào các bạn nhìn nhá. Bây giờ muốn truyền một hàm thì bây giờ tôi phải có hàm đã. Có hàm chưa? Chưa. Tôi làm cái hàm gì đó. Tôi tạo một cái hàm nhá. Tạo đâu cũng quan trọng nè. Đó. Và my function gắn bằng function, tôi viết thoải mái các bạn nhá, cái này viết bình thường, cái này là có tên nhá. Tên của tôi đặt ở đây này, được chưa? Để tôi viết khác đi các bạn nhìn cho vui thôi. Được chưa? Cái này tôi để là gì ạ? Tôi để là console log. Cái gì ạ? Cái này là inner function, cái hàm phía trong. Đó, nó log ra cái chữ là inner function. À, nó bảo lỗi này tại vì cái này chưa có này. Chưa truyền mà, khi gọi chưa truyền. Đây, khi gọi bây giờ chưa gọi nha, xóa này là hết lỗi ha. Không có lỗi đâu. Rồi, enter cái phần đây. Rồi. Bây giờ tôi gọi nè. Bây giờ hàm này tôi viết lại như này, tôi gọi thì tôi phải truyền cái hàm này vào. Rồi bây giờ tôi gọi nha, lời gọi hàm là mở nó ra nè. Tôi truyền cái my function vào ha. Đúng không? Đúng không? À, truyền cái my function vào, lưu vào nha. Ô đùa, à rồi, sorry. Không, nó lỗi đấy, đúng rồi, nó lỗi đấy. Tôi sẽ giải thích cái này sau. Cái này để buổi sau tôi sẽ so sánh mấy cái loại function với nhau dùng như nào cho hợp lý.
Trong tình huống này các bạn viết như này nó lỗi, nhưng viết này là hết lỗi nè. Viết này là hết lỗi nha. Tôi sẽ giải thích chỗ này sau. À, có một cái bài để chuyên về để giải thích cái này luôn. Cái này này. Enter đi ha, nó chạy lại lắm, chạy lâu. Rồi. Hết lỗi thấy chưa? Cũng vì trí viết nhưng đổi cách viết nó khác, nó hết lỗi. Có lý do sẽ phải có so sánh giữa mấy cái hàm này. Cách viết hàm có 3 cách viết hàm đúng không? Có 3 viết cách viết hàm. Thì 3 cách viết hàm này nó có sự khác nhau. Còn khác nhau cái gì? Nó là câu chuyện dài, bữa sau tao sẽ nói, được chưa? Được chưa? Nó phải có ví dụ demo cơ. Hoặc là tôi sẽ viết một cái post tôi gửi cho các bạn ha. Cái đấy hay lắm. Rồi bây giờ nhìn nào. Các bạn theo dõi nha. Các bạn nhìn cái này nè. Là callback function nha, nhìn nào. Thì có phải là cũng là cái bài toán này. Đây. Ok, quay lại đây nhá. Đây. Thì có phải là hàm hover nó truyền vào một function không? Hover nó truyền vào một function không? Thì cái này gì là callback demo cũng không phải là truyền vào một function không? Đúng không? Nhưng chỉ có điều cái function này cô viết riêng ra thôi. Được chưa? Bây giờ tôi viết chung nè. Tôi viết chung các bạn nhìn nhá. Đây, bây giờ tôi bỏ cái này đi, tôi copy anh này vào nè. Ctrl X. Ctrl X vào đây luôn đi. Tôi viết chung vào đây, Ctrl V. Vào đây tôi bỏ luôn cái my function này. Tôi comment anh này lại để nó chạy nha. Các bạn, tôi đổi cái tên này để các bạn thấy nó hiệu ứng nó xảy ra nha. Để thay đổi nè, Ctrl S lại nè. Có phải không? Giống nhau không? Đúng không? Thì ta nhìn lại cái bài toán này nè. Thì có phải là trong cái function, đối số của function nó chứa một function khác đúng không? Thì đối số của anh này có phải nó cũng truyền vào một function khác đúng không ạ? Đúng chưa? Thì đó là callback function. Nhưng ở đây cái trên là mình sử dụng, còn ở dưới là mình vừa định nghĩa một cái. Và đây là cách định nghĩa để sử dụng một cái callback function. Còn cái này là sử dụng rồi, cái này là lời gọi rồi. Cái này cũng là lời gọi. Cái này là cũng lời gọi function. Và cái này là định nghĩa function. Được chưa? Thì đây là một cái ví dụ về callback function. Và tất nhiên trong cái hàm callback function này trước, ở phía trước nó các bạn có thể, phía trước hoặc phía sau này các bạn có thể truyền các đối số khác. Được không ạ? Thì A phẩy gì đó, rồi trong A xử lý cái gì, A truyền cái gì đó là tùy mình. Được chưa? Đấy. Và thực chất là gì? Thực chất là gì? Thực chất là callback function nó là một function được khai báo là đối số của một function khác. Và nó thực thi như nào? Sau khi hàm này thực thi xong thì nó sẽ gọi tới cái này. Mà gọi trước hay gọi sau tùy mình nhá, tùy mình viết đây thôi, tùy mình viết đây thôi. Ok chưa? Cái này được gọi là callback function và cái này nó dùng nhiều lắm các bạn ơi. Sau này dùng nhiều vô cùng luôn. Đây. Hả? Thì trời trời. Ok. Có hiểu không? Phải hiểu nhá. Không hiểu thì ta bữa sau hiểu cũng được nhá. Ok. Lâu lâu không phải thế đỡ căng. Cứ học căng quá nó mệt. Ok chưa? Đấy. Hover bên đây xin chào các bạn. Rồi ok. Thì ta vừa nói xong cái hàm. Thấy chưa? À, thì chúng ta đã đến 14:29. Thì bây giờ chúng ta nói thêm cái về object nữa. Không hết sao được. Cho tôi cứ vô lớp là tôi khỏe. Không, đúng ra là tôi định như này. Nó function, nó object, nó array. Mà thôi chắc array là phải hẹn các bạn buổi sau. Tại vì array nó cũng dài lắm. Array nó nhiều vô cùng luôn. Mà array là một cái rừng. Và array cũng phải nói rất là nhiều. Bây giờ ta nói là object các bạn nhé. Đấy. Ý thứ hai của ta nó là object. À. Thì bây giờ ta qua cái object đâu rồi. Cái code của tôi nằm đâu rồi đây. Lại bài toán này. Hả? Đấy buổi 2. Bây giờ ta thêm, ta thay cô khai báo một cái object nha. New file nè. Object.js nè. Rồi. À, các bạn thân mến ơi. Keep silent please. Các bạn thân mến ơi.
giờ cái của ta bây giờ là object rồi. Bây giờ cô xóa comment thế này đi để các bạn đỡ phải thấy cái chữ này. Nó rào như cái chợ. Em mới được trật tự cô bây giờ tôi cái cổ họng nói không lên á, thiệt. Đang phải đi mua cái micro đi. Không cái cắm nơi tai nơi cổ vậy đó nó nói. Đó. Mà nói tôi cảm giác nó vướng rồi đó, chưa gì cảm giác nó vướng rồi đó. Hả? Không, cái mic nó phải đi đâu tôi hay lườn thôi, mặt ngắn ban lườn đi được. Gắn cái cổ ấy. Xin so hả? Tôi thấy vướng lắm rồi đó, chứ không phải xin so gì em mệt quá. Tại vì cái dòng bây giờ nó khao khao không? Cái dòng bây giờ là cái thanh quản, ai làm ơn cắt mai cái video của tôi, lọc cái âm của mấy đứa nói nhiều với cắt mấy cái chỗ mà xăm xăm nhầm nhầm được không? Rồi tiếp nha, object này các bạn ơi. Object cái này cũng là một phần tương đối rất là quan trọng, tương đối và rất là quan trọng. Object là đối tượng. À. Ok. À các bạn biết là nãy các bạn xem đó cái bản S6 là nó là class rồi đúng không? Nhưng mà dù có class hay không có class thì ở trong JavaScript nó cũng định nghĩa object. Bây giờ tôi nêu các cách để các bạn định nghĩa object nha. Cái slide này cũng chẳng có gì đâu. Khái niệm object nào. Cái này thì bất kỳ ai học lập trình hướng đối tượng cũng phải biết đến cái khái niệm object. Đúng không ạ? Object là gì? Object là một đối tượng thực trong cuộc sống. Ví dụ như là người, ví dụ xe hơi, ví dụ như là cái bàn, cái ghế, cái laptop. Nhưng mà lưu ý nhá, một đối tượng, một object là một cái rất là cụ thể. Cụ thể. Ví dụ sinh viên thì phải có mã sinh viên, họ tên. Ví dụ như mã sinh viên cụ thể luôn. Ví dụ mã sinh viên là ví dụ như là PS0001 gì đó, ví dụ như là Hoàng Văn Thái chẳng hạn, ví dụ như thế. Hay là Minh Thiền chẳng hạn, đó là phải tên cụ thể, là đối tượng cụ thể luôn. Và một đối tượng là duy nhất, nó không trùng lắp với các đối tượng khác. Ví dụ, mặc dù lớp có hai bạn Thái, nhưng hai bạn Thái đấy là hai người khác nhau, không có trùng nhau được. Đối tượng là phải phân biệt được, Đây. Còn class là gì? Class là cái mẫu, nó là một cái định nghĩa của object. Hiểu không? Nó là một cái mẫu, nó là định nghĩa của object thôi. Và nó tất nhiên là nó chỉ có định nghĩa, không có một giá trị cụ thể nào cả, đúng không ạ? Cũng không có các hành động cụ thể, đúng không? Thì một object nó bao gồm hai cái thành phần. Một là property và hai là method. Property là gì? Property là, đúng rồi, thuộc tính hay là đặc điểm để nhận ra cái anh object đó. Còn cái phương thức, cái method là gì? Là các cái hành vi, các cái action, các cái hành động mà nó phải gắn với đối tượng nhá. Ví dụ như xe hơi thì không thể nào bơi được. Vịt thì bơi chứ xe hơi không thể bơi được. Lão xuống ruộng là bơi đúng không? Người thì bơi. Tức là cái hành động đấy, cái method, cái hành vi đấy nó phải gắn với đối tượng. Chứ hành vi không nằm ngoài đối tượng. Hiểu không ạ? Ví dụ như sinh viên thì đóng học phí, hoặc sinh viên thì thi lại. Lấy ví dụ kia. Học lại. Đấy, ví dụ kỳ quá. Đấy, ví dụ như vậy. Con vịt thì không thể nào mà học lại thì lại được đúng không? Không có cái hành vi đó, không có cái hành động đó. Ví dụ vậy. Thì cái method nó phải gắn với cái method, nó sẽ phải phân, nó viết giống cái function. Nhưng nó khác function chỗ nào ạ? Function là nó độc lập. Còn method là phải gắn với đối tượng. Còn cách viết giống nhau 100%. Được chưa?
cách viết giống nhau, nó chỉ khác nhau điểm duy nhất thôi giữa hai anh method và anh function. Tức là function nó độc lập, ai gọi cũng được. Còn method là gì ạ? Nó phải gắn với đối tượng, nó phải gắn với object. Hiểu không ạ? Đấy, thế thôi. À, thế bây giờ ta sẽ tạo object như thế nào nè? Lại quay qua code, đúng không? Đấy, code 1.5. Rồi ok, cách khai báo đối tượng này các bạn. Có rất nhiều cách khai báo đối tượng. Cách khai báo thứ nhất nè, kinh điển luôn, cổ điển luôn. À, và obj gắn bằng new object. À, có ai biết cái này không ta? Có ai biết cái này không ta? Trong cái object á, là một cái lớp, hay là trong này gọi là một đối tượng, mà hầu như cái ngôn ngữ lập trình của đối tượng nào cũng có. Ví dụ như trong Java cũng có một cái lớp class gọi là class object. Class object này là cha của mọi class. Ví dụ các bạn tạo một class thì cái class đó ngâm đình là nó kế thừa class object á. Trong C# cũng có, tất cả ngôn ngữ lập trình cũng có, trong cái JavaScript cũng có. Có cái function này. Tức là khi các bạn bằng new object thì bản thân cái obj này nó đã là object rồi. Vậy để ta biết nó có phải object không thì tôi sẽ kiểm tra cái kiểu của nó nha. Đây, ví dụ như này. Tôi khai báo một biến. Biến va y gắn bằng 0. À, tôi sẽ kiểm tra kiểu của nó nè, console log. À, cái gì đây ạ? À, type of y 2 chấm cộng nè. Các bạn in ra cái type of y. Y. À, đấy, cái hàm kiểm type of y là hàm kiểm tra xem cái này là kiểu gì. Thì nó là kiểu number. À, nếu cô để cái này là chuỗi, nó sẽ trả về gì đấy hả? String. Còn nếu tôi để đấy là true, à, nó trả về là boolean. Rồi, bây giờ các bạn để anh này nào, tôi khai báo anh này đi. Cái này cô để là ob, obj. Các bạn nhìn này, có phải là kiểu object không? Đúng không? Đấy. Thì khi đấy các bạn thấy là bản thân anh obj này nó đã là object rồi. Thì bây giờ tôi khai báo cái thuộc tính và phương thức cho nó thôi. Đó là cách thứ nhất nha. Khai báo phương thức này. Ví dụ tôi có obj.id này. Tôi ví dụ gán là ps0001 đi. Thì bây giờ tôi có thể lấy được nó ra nè, xuất được nó ra. Tôi có thể là console log. Console log. Cái obj. À, các bạn coi nó ra cái gì nha. Có phải là ra một cái object, object là có hai móc nhọn đúng không? Có phải là id bằng ps001 đó. Rồi bây giờ tôi thêm thuộc tính nữa, cái này là thuộc tính nha. Tôi thêm thuộc tính nữa, obj.name gắn bằng, cái này là hoàng thái chẳng hạn. Rồi, ok, lưu cái nè. Có phải nó cái object đây không? Thì có phải là object này nó gồm hai thuộc tính không? Ok chưa? Đây là cách khai báo object thứ nhất. Cách khai báo thứ hai đơn giản hơn. Đây là cách khai báo thứ nhất nhá. Cái này, anh này tôi comment lại bỏ đi. Anh này bỏ đi, còn đây. Đó, tôi kiểm tra được kiểu của nó nè. Kiểu của nó là kiểu object nè. Dùng cái hàm type of nè để kiểm tra kiểu của một cái biến nào đó nè. Thì cái này là object nè. Thứ hai là tôi có thể gán cái thuộc tính và phương thức của nó, thuộc tính cho nó này. Được không? Và tôi lấy giá trị ra đây rồi. Nó là một object. Rồi bây giờ cách thứ hai nha các bạn. Và obj2 gán bằng móc nhọn. Được chưa? Very đơn giản luôn. Đúng không? Tôi cũng console log nó xem nó kiểu gì nha. Và nhìn là còn biết ngay là biết nó kiểu gì lại. Cái này là obj2. Cái này là cái 2 đi để phân biệt đấy ha. Có phải nó là obj2 cũng là object không? Rồi. Và bây giờ nếu mà ta muốn in nó ra thì nó rỗng các bạn nha. Console log obj2 nè, tôi copy in nhé. Obj2. À, thì có phải là nó rỗng không? Bây giờ muốn thêm giá trị vào đấy thì ta rất đơn giản là id gắn bằng như là ps00002. Đâu rồi, 02 của tôi đâu.
tôi phải nếm hai chấm là ví dụ như là cái gì minh thiện. Đấy, ok. In nó ra đúng chưa các bạn? Đúng chưa? Ok. Đây là cách khai bảo thứ hai. Cách khai bảo thứ hai, object. Cái này là gì? Cái này là một object cụ thể. Một object cụ thể. Nó chỉ khai bảo được một lần, khai bảo được một cái thôi. À, nhưng có cái này bà đào hơn nè. Bây giờ tôi lại không phải khai bảo một cái mà tôi muốn khai bảo mẫu. Tôi muốn khai bảo một mẫu. Bây giờ tôi không phải một sinh viên mà tôi có nhiều sinh viên. Mà bây giờ cứ mỗi sinh viên tôi add như vậy á thì cũng được thôi, nó bị trùng lắp đúng không? Thì tôi sẽ có cách thứ hai là tôi tạo nhiều cái bản giống như trong cái Java có class á. Tôi khai bảo một cái mẫu. Thì tôi sẽ có cách khai bảo thứ ba. Đó, cách khai bảo thứ ba. Cách khai bảo thứ ba như sau. Cái này là cái này các bạn phải gọi là tạo mẫu. Tạo cái một cái prototype. Cái mẫu như sau. Ví dụ như bây giờ sinh viên tôi có mã sinh viên, họ tên sinh viên đi. Được chưa? Tôi tạo hai thuộc tính thôi cho nó vui, đúng không? Thì tôi sẽ có là tạo cái mẫu là function sinh viên là tên, mã tên. À, cái mẫu. Cái này là hàm mẫu. Cái này tôi có div chấm mã gán bằng mã, div chấm tên gán bằng tên. Rồi, ok. Thì cái này các bạn lưu ý nè. Cái div là gì? Biết rồi đúng không? Cái div này là, cái div này là nó xác định là à, tôi đang ở cái gì? Tôi đang ở sinh viên đấy, tôi đang ở object đấy đó, đúng không? Tôi xác định div đúng không? Rồi ok, là bây giờ dùng sao? Có mẫu rồi, cái này thì không cho chạy được nha, bởi vì sao? Nó chỉ là cái định nghĩa thôi. Bây giờ ta dùng nè. Và SV1 SV ví dụ như là SV phong đi ha. SV đi. Đấy, gán bằng new sinh viên. Hay vậy đó, đúng không? Tôi mới truyền cái đồ số này vào. Là mã là ví dụ như là PS0001 ha. Phong gì đó, đúng không? Ok. Rồi, bây giờ tôi console log nó ra này. Đây, SV phong. Phải chưa? Ra chưa? Đúng không? Ok. Thì cái này tôi được gọi là cái gì? Tôi gọi là mẫu. Và cái này tạo được nhiều. Thậm chí tôi tạo được mảng luôn. Đúng không? Tôi chỉ cần chuyển đổi số vào thôi. À, bây giờ SV, ví dụ như SV SV ngọc đi, SV N đi. Đấy. Đó. Hai đi. Ngọc. Thế. À chưa. Ngọc, ngọc thì ngọc ngủ hả? Rồi, in ra ngọc đi. Chưa? Được chưa? Đúng chưa? Nghĩa là tôi tạo một cái mẫu. Tôi dùng cho nhiều lần khai báo, ở trên này là mỗi lần khai báo được một đồng chí thôi nha. Ok. Rồi bây giờ ta tiền đây, ta sẽ qua tiếp một chút về mảng các object nha. Tôi nói sơ sơ thôi, cái này không nói kỹ, để bữa sau học về mảng tôi sẽ nói kỹ. Ok, bây giờ mảng nè. Nếu ở trên này cô muốn tạo nhiều object thì sao? Tôi sẽ tạo mảng object, cái này các bạn sẽ gặp nhiều nè. Ví dụ như thế này, tôi sẽ tạo mảng các object. Tôi sẽ tạo như này nè. Và obj gắn bằng mảng. Được chưa? Trước tiên là phải mảng rồi đã. Rồi các object nè. Object thứ nhất. Đâu rồi đây? Tôi lấy cái object này nha, copy luôn nè. Đó, được một phân tử. Đấy, cái này là 03. Và này là bằng Thái Dương đi ha. Hải Dương Đạo. Okay. Được chưa? Ok. Thì cái này là mảng các object. Và khi tôi in ra thì nó sẽ không phải là in từng object mà nó in nguyên cả mảng. Mà muốn truy xuất mảng thì ta lấy obj.obj móc vuông 0123 chỉ số giao việc với mảng. Đúng không?
Ok, nhưng mà nếu như cô mà tạo theo cái này thành mảng, đúng không? Thì tôi phải làm sao? Nếu mà cái này mà mảng thì sao? Theo các bạn, đây một phân tử, hai phân tử, bây giờ tôi muốn tạo mảng thì sao? À, tôi sẽ vá. Alright. Không, ở đây không có khái niệm sinh viên ngọc vuông nha, không phải như Java đâu nha. Array SV gắn bằng new bằng mảng đi. Được chưa? Rồi, ví dụ 5 phần tử for ví dụ như là var y gắn bằng 0 y nhỏ hơn 5 phần tử đấy nha. 5 sinh viên y cộng cộng. Khi đó ta sẽ có như nào ạ? Array SV y sẽ gắn bằng new sinh viên. Còn việc các bạn truyền cái gì vào để các bạn cứ add vào, truyền vào thôi. Có hiểu không? Ví dụ như là tôi nhập cái họ tên và họ tên sẽ gắn bằng mã gắn bằng prompt, nhập cái bàn phím. Rồi và họ tên nhập bằng từ prompt, từ bàn phím. Thì khi đó tôi sẽ truyền cái này là bằng cái gì ạ? Mã phẩy họ tên. Là tôi được mảng xuất ra nè. Xuất ra cái từng phân tử luôn nha. Là tôi để là gì đấy ạ? Có số lock cái array sv y. Tức là ở đây không, tôi không muốn demo việc truy xuất mảng, mà tôi muốn demo là việc gì đây ạ? Cũng là hai cái loại object. Nếu object này các bạn khai báo dữ liệu, các bạn phải khai báo ngay đây luôn, hoặc là các bạn phải đổ dữ liệu vào luôn. Đó, nó là mỗi phần tử nó riêng biệt. Còn ở đây các bạn có thể dùng cái mẫu, đúng không ạ? Sử dụng cái mẫu của nó và cho nó lập thôi. Bây giờ tôi chạy thử cái demo này này, các bạn coi nhá. Cô sẽ comment hết mấy ông này. Được chưa? Tôi sẽ demo cái ví dụ này cho các bạn coi thôi. Ô, cái này không comment được nha. Cái này comment rồi. Cái này comment lại thì làm sao mà dùng. Được chưa? Cái mẫu này phải có được không? Rồi bây giờ nè, tôi nhập cái này, Ctrl S nè. Cái này nhập prompt, ví dụ nhập là PS 0001 nè. Cái này là ví dụ như là Minh Đạo nè. Rồi PS nè, ô 10, chết cha. Tôi có vẻ dài rồi. Cho hai đứa thôi. Quá trời, nhập tối luôn. Cho hai đứa thôi, trời nhập đuối luôn. Rồi chạy lại nè. PS, ok. Thì mấy đứa này nó cười miết. Rồi, F5. Có vẻ F5 hợp lý. Rồi nhá. PS nè. 0001. Rồi Minh Thái. PS 0002 ai đó. Đã chưa? Là cái bài này nè. Các bạn nhập vào và các bạn lấy ra. Đúng không ạ? Ok. Đây có mã, có tên. Được chưa? Thì cái này là một cách thứ hai để các bạn tạo cái object. Đó, thực ra thứ ba chứ, nhầm, thứ ba. Tức là các bạn có nhiều cách để các bạn tạo. Thì mỗi cách các bạn sẽ dùng một cái ở một cái tình huống nó khác nhau. Nhưng mà ở đây các bạn lưu ý nào. Các bạn sẽ thấy cái khái niệm này nó sẽ quen hơn các bạn ạ. Tức là một cái mảng nó sẽ có nhiều cái object. Thấy chưa? Một cái mảng. Chết thật. Nó lắc dễ sợ. Đây. Cái này các bạn sẽ thấy nó quen hơn. Được chưa? Đây. Nó sẽ một mảng. Cái này được gọi là dữ liệu các bạn. Và cụ thể là sắp tới ta sẽ có một khái niệm đó là reason. Một cái dạng dữ liệu của JavaScript. Cái đấy cũng là một cái bài nói tương đối dài dòng. Đúng không ạ? Nó nhiều lắm, nó nhiều khái niệm lắm. Ok chưa? Thì ở đây là ta sẽ mới nói, cô mới nói đến khái niệm là object thôi. Và đang nói đến là ba cách khai báo object. Đúng không?
khai báo object. Đây là cách thứ nhất này các bạn. Được chưa? Dùng cái hàm object. Cách thứ hai là ta khai báo trực tiếp như này luôn. Khai báo object. Cách thứ ba là ta dùng cái mẫu. Đấy. Còn cái đồng chí này là mảng các object. Ta còn một cái khái niệm nữa, biết là khái niệm riêng không ạ? Chưa nói không ạ? Method. Cái hàm mà gắn với object thì như thế nào? Đúng không ạ? Thì cái này chắc là tôi phải hẹn các bạn buổi sau. Không mệt đâu. Không mệt đâu. Không mệt hả? Đừng nói nốt cái method nha. Bây giờ có nói nốt cái method không? Nói cho xong cái phần object nha. Ok. Hả? Không, nghe không mệt là cô mừng rồi đó. Dạy mà không mệt là mừng rồi đó. Rồi nghe. Trật tự. Bây giờ nghe nào. Bây giờ ta quay lại cái đầu đi. Cái thứ hai tùy ha. Bây giờ các bạn nhìn nào. Nó đều là giống nhau hết. Bây giờ cái method là gì? Method là một cái hàm. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ khai báo trong cái đầu nhé. Ví dụ nào, tôi viết một cái hàm, một cái function. Ví dụ như là các bạn là sinh viên đúng không? Sinh viên thì có tính xuất ra điểm trung bình. Đúng không? Thái, xuất ra điểm trung bình nhá. Ok, tính điểm trung bình. Không phải, thấy nó gật gù. Tôi nghĩ là nó buồn ngủ quá. Được chưa? Rồi. Điểm trung bình tôi return cái gì ạ? Hoặc xuất ra có số log. Đúng không? Điểm bằng, giả sử tôi tính vui vui cho Thái 10 điểm đi cho nó tỉnh ngủ. Thế là tôi log cái hàm này, tôi tính điểm trung bình là tôi log ra 10 điểm thôi. Thực ra là cái này chả có ý nghĩa gì cả, bởi vì là nó chưa được gọi. Nó viết một cái định nghĩa hàm thôi, nó chưa được gọi. Đúng không? Ok, bây giờ này. Tôi muốn gắn cái tính điểm trung bình này với cái object này nè. Tôi sẽ làm như sau. Tính dit chấm obj chấm tính điểm, ok, bằng tính điểm trung bình. Rồi. Bây giờ cô muốn gọi cái hàm này. Cô sẽ là call cái hàm này bằng cách là tôi log ra cái anh này, đồng thời tôi gọi, trước khi log tôi sẽ gọi cái hàm là obj. Đây là lời gọi hàm nha, chấm tính điểm trung bình, tính điểm thôi. Cái này là lời gọi hàm nè, cái này là định nghĩa hàm nè, cái này là lời gọi hàm nè. Okay. Tôi comment hết cái mớ này đi, cái phần dưới này là giống nhau hết nha. Tôi comment nó lại đây. Lưu. Ủa, khoan. OBG tính điểm bằng tính. Khoan, từ. Khoan, đây, bỏ cái dấu móc này đi. Rồi, chạy lại nha. Rồi, hết lỗi nha. Đây. Thì nó sẽ có phải là điểm bằng 10 không? Điểm bằng 10 không? Đó. Thì như này nè. Nghe nè. Thì thực ra function, method nó cũng là một cái function. Đúng không ạ? Nó là một cái hàm. Nó chỉ khác là cái hàm này nó phải gắn với đối tượng. Thế thôi. Thì bây giờ tôi viết riêng một cái hàm khác và tôi gọi đây thì dùng giống nhau. Mà thông thường viết này các bạn sẽ cảm thấy nó rối rắm và khó hiểu đúng không? Các bạn viết lại bằng cách như này này. Cũng là function, tôi cắt cái này đưa vào đây. Tôi bỏ luôn cái giá trị này. Đó. Đây là khai báo hàm, còn đây là gọi hàm. Bây giờ tôi thay điểm thành điểm 11 thì các bạn sẽ thấy nó khác nha. Được chưa? Thì bây giờ thay vì tôi viết một hàm rời ra, rồi tôi gọi gắn vào đây, thì tôi viết trực tiếp cái hàm vào đây. Và hàm này đương nhiên không cần tên, bởi vì tôi gọi có một lần, không cần tên, lưu lại nè. Có phải là điểm 11 đâu? Đúng chưa? Ok chưa? Được chưa? Rồi còn một cái nữa nha. Nếu tôi muốn xuất ra, tôi không có số lốc
ở đây nữa. Tôi bỏ con Sherlock ở đây này, nhìn nè. Thì mất con Sherlock nha. Tôi chỉ có cái điểm ông 11 thôi. Đúng không? Tôi bỏ luôn cái này khỏi rối nha. Đấy. Thì chỉ có điểm ông 11 thôi. Bây giờ tôi muốn in ra cái hàm này này. Khi tôi gọi là nó in ra là mã số sinh viên Hoàng Thái và điểm 11 luôn. Thì tôi sẽ phải in như nào? Các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ console log. Tôi log anh ra là ID 2 chấm cộng. Thì bây giờ tôi muốn lấy cái PS01 thì tôi phải làm sao? Thì trong cái object ấy, nó có toàn từ dit. Dit chấm ID. Đó. Là tôi lấy được cái ID. Hiểu không? Lưu vậy nè. Ra chưa? Vậy thì để tôi truy xuất với một cái phần tử ở trong cùng một cái object thì tôi dùng cái toán tử dit. Nếu để bơ vơ cái ID bơ vơ một mình nó không hiểu ID là cái gì. Hiểu không ạ? Đấy, tương tự tôi hoàn toàn có thể truy xuất được tới cái anh name. Name dit chấm name. Chưa? Đó. Understand? Vậy các bạn sẽ hiểu là gì đấy ạ? Cái method nó khác với function, cái method nó gắn với object. Cái thứ hai nữa là cái method thì cách viết nó là một function thôi, viết y như vậy. Và muốn truy xuất tới từng cái phần tử của object thì ta dùng cái toán tử là dit. Ok chưa? Ok. Dit is mobile phone. Hiểu không? Hiểu không? Đó. Thì đó chính là method. Ok chưa? Đến đây dừng được chưa? Có muốn demo cái method phía dưới này không? Sinh viên này nè. Ok. Vậy với cái mẫu này thì sao? Thì tôi cũng là gì đã? Dit chấm tính điểm bằng function person log điểm cộng 10. Được, bạn nào cũng được 10. Rồi nha. Bây giờ tôi console log cái này đúng không? Bây giờ tôi gọi tới cái hàm nè. Bây giờ tôi muốn gọi tới hàm tính điểm thì gọi sao? Được, các bạn biết. Tôi muốn gọi tới hàm tính điểm thì tôi gọi như nào? Tôi có một cái SP là Phong. Nhưng mà tôi in ra để thông báo thông tin của Phong rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn gọi đến cái tính điểm của Phong thì tôi làm sao? Đúng rồi. SV Phong chấm tính điểm. Nhớ phải có mốc tròn nha. Hàm là method phải có mốc tròn lưu lại này. Để 10 không? Tương tự muốn lấy điểm của Ngọc thì sao? SV Ngọc chấm điểm. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi cho 10 thôi. Chứ sau này các bạn giả sử các bạn... Sau này các bạn phải tùy vào cái điểm các bạn nhập vào, các bạn có công trừ nhân chia ở trong mới ra điểm, tính trung bình cái gì đó, đúng không các bạn? Hiểu chưa? Hiểu cách dùng chưa? Tức là tôi khai báo thì giống nhau, cũng dit chấm bằng function, nhưng khi gọi thì phải tạo object nào phải gọi đúng cái object đó, bởi vì là method nó phải gắn với object. Ok chưa? Rồi tạm thời.